Thì ông ấy nhìn kỹ cuộc đời này, cái gì nó cũng nhân quả đó. Tại đó chắc vàng ở cho thầy tin tính Nói ra là tin tưởng. ra cái này muốn đi copy thầy tin tính, nhưng mà copy không có trọn vẹn, cũng muốn làm có tông riêng. Đúng không? Sao tới cũng ngon lạnh không? Con thì ngủ ngon, sung sướng. Con về với sư phụ con chả thiếu thứ gì, con đầy đủ, con sung sướng lắm. Nó ra vậy cái tự nhiên tập cho cái tâm nó an lạc cho tốt rồi. Là cái con ngủ ăn ngủ con chả thiếu thứ gì, con về đây mới sụp. Ngồi chưa tới giờ mà Dạ uống nước nè. thôi con phải vào, con đứng nào con đợi con ngồi con đợi vào. Cũng được. Dạ cho con sám hối cái gì mà ngoài con cảm thấy chưa được chứ cụ ạ. Thưa con Đâu có nói nhiều đời nhiều kiếp, dạ nhiều đời nhiều kiếp và say mê lầm lạc. như những cái buổi tối mà sư phụ dạy con học, tối về con nghĩ hay quá, không bỏ một lời nào ra ngoài. Có nghe nói nghe được không? Ví dụ tôi nói Con không biết nhưng mà con nhập tâm rất chi là giỏi, nhưng con không có nói cho ai nghe nhưng mà đâu. sao tôi nói hàng ngày cũng nghe không được mà tôi dạy cũng nghe được. Hàng ngày con thầy sư phụ nói con cũng nghe, nhưng mà nghe nó lại nó phải để lúc khác. Trước khi con sẽ mấy Phật thăm mới mấy thầy mấy sư phụ chứ. Con phải đi ngủ con phải biết rằng hôm nay mình làm cái gì, Vâng. sư phụ nói là bao nhiêu mình phải nhập tâm, hoặc là thầy khai nói cái gì không học được là con cũng bỏ. Con có cái tự nguyện tự giác như thế. Từ khi mà con vào mà sư phụ có xuất gia, thầy dạy con nhớ lắm chứ. Khổ vẫn phải ở, không quên được câu đó. Con nhớ câu đó là con giữ được bao nhiêu năm nay. Khổ không được về, không được đi đâu, con nhớ lắm. Mà những cái buổi mà dạy chúng con học á, con nhớ những điều đó là con không đi đâu, bước ra khỏi chùa Ninh Sơn. Còn cô Phúc với cô An thì cứ lang bang, nay Bạch Vân, mai chỗ khác. Con cứ đi, con nhớ sư phụ dặn con nào con nhớ nguyên văn là con nói cha mẹ rồi. Đến bây giờ con thật sự mà nói, con mà nói cái hành trình trong cái đoạn ở trần viện của sự của thầy Minh, con không quên một cái gì, con nhớ. Cứ lo chuyện mà tĩnh tâm mà tu, Dạ cái gì hay thì mình học, cái gì không hay thì mình vậy thôi. Ở đây thì bây giờ giống như trở về nhà, tại vì mỗi mỗi một thầy nó có cách giáo hóa khác nhau. Như tôi thì với tư cách cô là đệ tử rồi khác, còn thí dụ như bây giờ cô ở đâu thì mấy thầy cũng không biết mình là nghĩ cái gì. Tại nhiều khi mình cứ mình nghĩ mình còn thầy mình kia là, cho nên mỗi người đó có hoàn cảnh mình không có trách ai được. Nhưng trước mắt mình lo cho mình là sự an lạc. Hồi xưa Linh Sơn thì tôi nói sở dĩ mấy Minh theo đối với chúng Linh Sơn sáng nào tôi cũng tối nào cũng dậy răng rắc, nhưng mà rồi ra rồi cũng mạnh ai đấy, tới chừng đi học Phật học rồi mạnh ai nó có thế giới riêng. Giá như hồi đó mà tôi không có đi Phật học, đi lùa nó đi học Phật học thì đâu đến nỗi. Tôi nghĩ cái trường để đào tạo làm thật chứ đâu có đào tạo làm quỷ làm ma. Tự nhiên đang yên đang bình nguyên rồi đó lùa đi một lượt là bao nhiêu ta. Hồi đó là quản quản Minh Ni thì ba cô rồi, Minh Ni là ba, Bên Tăng là quản tâm, quản thọ, quản hạnh, quản minh, Quang lực. quản lực, quản huệ, Con tính ra được 5 người, 9 người thôi. chín người rồi một lượt đi Là 7 người tăng và 3 người nữ thôi. là 10 người. Là 10 người thôi. Thế cho lên là À quản pháp nữa. Thời đó à, hao đi học rồi về ta. thì được có 9 người thôi. 9 người, 10 người nhưng mà rớt một người chín. Rớt không Con nổi nhớ chạy đấy. về. Thế thì các thầy nói là chùa Ninh Sơn là giỏi nhất. Là ông tài ông ấy nhiều huynh đệ cho vào học hết. Ui các thầy thiện sư nói câu đấy là con sung sướng lắm. Con đi học con ngồi bàn trên cùng sư phụ, con không ngồi bàn với dưới cùng đâu, Đúng đi lên cùng. nghĩ nghĩ một thầy oanh liệt. Hồi đó thầy đó là chỉ có Linh Sơn là chúng xuất gia đông nhất của tụi Bến Tre, Dạ
sau rồi mới tới thầy Phước Trí ở chùa, ở chùa gì vậy chứ, ở dưới dòng trơm, ở chùa gì đó, chùa gì bây giờ đó thì dẫn nước dẫn gì đó, mà giờ đó khu du lịch đó. Nên nhiều khi tiếc nuối rồi đó, phải chi mà các vị tôi đừng có lùa hết đi học thì đâu có nổi mà tan đàn rẽ nghe. Tôi nghĩ là cái trường Phật học là cái nơi đào tạo để làm Phật, làm Tổ, chứ đâu có nghĩ là cái nơi đào tạo để làm quỷ, làm ma. Rồi nhìn kỹ cái gánh mà Phật học ra rồi, học nó lên đóng ôn, đóng dịch, đóng yêu dịch trên, nó toàn là quỷ ma không à. Nên nhớ lời đâu mà Thủ Nguyên Ngôn á, khi đi thỉnh thưa ông dạy trường Phật học khóa 6 của cơ, khóa 7, khóa 7 của trung cấp mà khóa 4 của cao đẳng. Mà tôi nói không, giờ tôi không dạy nữa, tôi không có dạy cho làm quỷ, làm ma. Tôi tiếc hết, tôi nghĩ lại một thời. Mà tất cả người tu chỉ vì cái tâm ích kỷ mà thôi, chứ không? Tâm ích kỷ mà ra là chứ nếu mà tôi một cái tâm rộng rãi. Cho nên nói thầy đây á, là mình lúc nào mình cũng ráng giữ cái tâm mình bố thí, dạ. Mình cho nhiều hơn mình nhận, dạ. Là tốt. Bởi vì thí dụ như mình qua thầy nói Vũ Yên á, mình nhận á, mà mình nhận của Phật và Bồ Tát Thánh Hiền cho đó, thì mình được cái phước báo. Mình nhận của người cùng khổ, người bệnh tật, người đau khổ cho, coi chừng mình làm cái tai họa. Tại sao? Mình không đủ lực để mình cầu nguyện cho người ta. Người ta thì đem tiền của ta cúng chùa, ta cúng dường, ta nhờ cầu nguyện. Thì mình không cầu nguyện cho người ta thì mình lãnh đủ. Tiền ta là tiền đau khổ. Còn mình hưởng cái phước của Phật, của Tổ, của các vị Thánh Hiền à. Cho nên mấy vị môn đệ nhớ, thầy nghèo nhưng mà thầy lo cho đệ tử được. Mà đệ tử phải hiểu rằng thầy cũng đừng có quá đòi hỏi. Bây giờ tôi cho quý vị cái gia tài về vật chất, thật sự nó không cao quý đâu. Và cái pháp bảo nó là quý báu luôn. Dạ, con cũng nghĩ vậy mà. Chứ bây giờ vật chất làm gì cả đời, vậy thì vật chất nó là từ tài thuộc ngũ gia. Tiền bạc thuộc nông nhà. Cho nên thầy suy nghĩ từ hồi xưa, nếu mà thầy theo sư ông đó, hoặc là theo sư ông bổn sư đó, mà theo vì ruộng đất thì bây giờ tôi có 3-4-50 công đất rồi. Rồi theo sư ông Phước Long á, thì giờ tôi tranh giành cái ngôi vị với thầy Liễu Thành nè. Đúng không? Mà theo sư ông Trí Quảng á, giờ tôi có khi đi bằng 2 đầu gối, tới giờ này đã phải làm trôn cuốn gối rồi. Thành ra tất cả tôi theo với thầy, đây là tôi theo pháp, học pháp để mình thực hành, mình tu. Tuy rằng tôi nóng nảy gì chứ thật sự ra tôi lúc nào tôi cũng giữ cái tâm mình, lúc nào cũng nghĩ tới tiền đồ Phật pháp. Nói được là làm được, người ta mới ngán, cả thế giới mới ngán hiện tại này. Cái hiện tại này mà nói được mà không làm thật sự không nào ngán đâu. Tôi nói thiệt, bây giờ thằng nào cũng ngán hết, là tại sao? Tại vì tôi nói được, tôi làm được. Tôi té đất, tôi chổi đất đứng dậy. Mình sai lầm, mình biết mình sai lầm. Thế ngày xưa, người ta tại vì khi ra đi mà nay muốn nói gì nói, chứ hồi đó tôi sống với đồng bào không? Sống với nghĩa tình, sớm chờm. Tối là nguyên cái chùa, nguyên cái vùng chùa là mở một gia đình là một người vô, phải một người vô tụng kinh. Chứ không có vụ mà mình sống ở xa ta thương mình, ở gần ta ghét mình. Mình sống mà xung quanh chùa nó coi mình không ra gì là mình sống sai, sống trái. Thế nên xung quanh chùa là một tất cả những người xung quanh chùa là tối nè, nhìn về hang bên kia đó là bà Bảy Tỏi, bà Từ Hai Diệp, và là bà Trầu, phải không? Bà Tư Xưng, rồi dài tới bà Hai Diệp, bà Sáu Dẹ, tất cả mấy người đó đảng viên được không đó. Hỏi với chùa tụng kinh ha. Rồi dài bên này á, tức là Bảy Thành, ông Minh Hoa, ở thành là ông Minh Hữu, Minh Hoa, ông vợ của em Minh Hữu là ông Minh Minh gì quên rồi.
mà đầu nợ đấy. À, Minh gì tự nhiên là Minh Nghĩa à? Đúng, Minh Nghĩa. Không phải, Minh Nghĩa, Minh Chánh kìa. Minh tự nhiên, Minh đang nói đệ tử rồi, Minh đã quyên đó. Đời này là, khu vực trên này là đại dài, là tất cả từ ở chợ cho tới. Đến hết là phục mỗi một gia đình ít nhất một người về tụng kinh. Chưa có bao giờ mà tôi làm gì cho cái chợ. Thì hai là không thiếu một người nào. Các cô cần chuyện cho con nghe hết. Từ chợ về đến đấy là về mới xuống. Tối là đi chùa, thầy là đi chiều là đi rầm, tối đi về cái bằng là như là đi cửa hàng túa ra cửa hát rồi về đó. 50-60 Phật tử mà thời cái Linh Sơn thời nhận cái là lúc đó bốn, tôi nhớ đó gọi là 74 Phật tử từ già tới trẻ, nhưng mà 74 trong đó nó có cái gánh Tân Thiền, nó có gánh ở bên sông, cho nên Tân Thiền thời đó chứ có cây cầu người ta đi qua không được, tối là không qua không được, thành ra chỉ còn ở dưới này là khoảng 45 người. Cái cô gì con nhớ rồi mà cô bé bé, cô bảo là cho con hỏi chú sư phụ bà có cô gì con quên mất, mà cũng đi cúng nhà cô đấy mấy lần mà cô phải đi xoàng tới con, cũng là con nhớ cô tính cô gì mà cô xa lắm ở bên Tân Thiền đó. Con có nhớ này, nhiều khi mình tu mình đổ đâu không mà địa phương mình không đổ được là dở dữ lắm. Mình phải độ điều bởi vì tới nói, ở ngoài đời ta còn nói bà con xa mà sống liền gần. Thôi bà Tư Sương bà là chú bà nhớ nhất là những ngày mà sư phụ đi qua gọi bà Tư Sương ơi, đi qua lần nào là cũng nói cũng vui. Ôi ôi thầy trò nghe những lúc đứt nghe những lúc đứt nổi chiều tôi chở cây gậy tôi đi vòng sớm tôi coi có bể bờ bao không, tôi coi cây trái gì nó có hư không, rồi mình thương cả cái làng, cả nhà cô Hiếu nữa, bà gì, hai Diền, dạ bà ấy mất rồi, bà có biết, bà ấy mất rồi thì đúng là nó cũng có cái duyên, bà ngày bà ấy mất mà con ngày đi cũng đánh xèo, các cô ở Phật tử Sài Gòn ra thì con mang cho bà ấy ba cái bà ăn xong bà đi đấy. Bà nhớ mãi là cô Liên cho tôi ăn một miếng cuối cùng rồi tôi ra đi. Rồi ôi sao cô Hiếu cô ôm con khóc năn khóc lóc. Mẹ con sung sướng là cô mang cho mấy cái bánh xèo ăn được có mấy miếng thôi xong ra đi. Rồi thế là cô cảm thấy là sung sướng ở trên đời. Mới nhớ bà Tám, nhớ bà Tám. Vâng. Thương bà Tám nhất. Bà Tám chắc cũng chín mấy tuổi hả? Dạ, 93 rồi sư phụ. Được vậy ha. Dạ, thế nhưng mà bây giờ cụ ăn tốt lắm. Nhưng mà cụ ra đi cũng thanh thản. Bà Tám là người, bà Tám ngày xưa là con điền chủ đó. Dạ. Ai động nó bà nhảy rầm rầm đến cái tường thì thấy khỏi trong hậu của cô Ba Phượng đó. Và sau về già nhà có cái quay đầu sớm tu đó. Dạ. Rồi bà ra đi thanh thản chứ đó thôi, hồi còn trẻ là một thời quanh liệt, ai mà đụng tới bà là phải bị đánh chơi đánh cái bằng đánh bằng rô cá đuối đó, có người giàu mà. Thế là cho nên cho bà này sư phụ mấy nói năng nói là về thôi các cô yên tâm, con cứ nói như con cũng có sợ gọi điện cho sư phụ lần nào đâu, con nào gọi điện cho sư phụ thì thôi con sợ lắm, con cứ thôi con chỉ cũng là đánh chuông đánh lớn lớn á, đừng quá lớn mà đừng quá nhỏ. Dạ. Tôi thích nghe tiếng hồng chung lắm. Dạ. Đừng quá lớn mà đừng quá nhỏ. Đánh vừa, vừa, nhưng mà cứ đánh mấy này hơi nhỏ. Dạ. Dạ. Rồi ta đánh chuông đi. Trẻ lại giác nhà, ngày xưa lại có thầy tính tính. Ra coi thầy Trần Tính thì cũng kéo được số tín đồ. Thầy Trần Tính thì lúc nào ông nhớ là chùa mà lúc nào ông nghĩ gì chứ. Thí dụ cho thầy là đệ tử, Phật tử đây nè. Ra đi với thầy, ra đi nó cũng kéo vài tín đồ, vài tín đồ khùng khùng nó cũng kéo nên nó gộ lắm. Ra khùng khùng mình bỏ rồi ráng nó cũng lộn lên thế gian rồi nó thích vậy đó. Tại vì anh không có hiểu cái số tín đồ,
Nên nó thành ra bây giờ nếu mà niệm Phật mà giáo hướng kiểu thầy chứng tính thì lại giống như là nó copy sao? Nó phải chạy qua cầu pháp chứ không từng không. Về lòng vinh liệt một thời. Bây giờ rồi cái đầu chơi thầy chứng tính, chơi qua chơi lại. Rồi bây giờ thấy không? Quả báo, quả đất nó lẹ lắm. Bây giờ cái tới những đức phải chứ đức, những đức nó là ai, nó đệ tử Luật Ổng. Nếu mà đúng ra nó đệ tử Luật Ổng, nếu mà đừng có vấn đề mà kỳ mà cách chức Ổng vụ trụ trì thì nó đệ tử Luật Ổng, tại cách chức trụ trì nên mới giải nghệ giải tán một số, thì còn thường Quán Hiển mới đem mấy người về chùa Hộ Pháp nhá không đó. Chứ đúng ra những đức đã trảnh chứ đâu phải đệ tử của thường Quán Hiển. Nhưng mà vì lúc đó lộn xộn, mà lúc đó thì coi như là nắm ở Đại Tòng Lâm, nó mới đưa này xuống tính là bá chủ một phương như này. Rồi cái này rồi xong mới chạy qua bên đây. Chạy bên đây thì đâu có chùa nào mà chấp nhận đâu, cũng làm trà làm đát gì mới chết không giả. Không, nghĩa có giác nhà cái không giả nó mới lòi ra. Nhưng mà cái chuyện nó lòi ra là bay Việt Nam liền, chứ nếu không khéo là lơ mơ lỡ tù. Bay Việt Nam rồi chạy đọc sao vô được phó ban kinh tế không thì thật kể tiếp cho nghe. Ôm tiền nhiều bệnh nhiều quá, mà Mỹ thì nó kỹ nhất là vô đây mà rút tiền của nó mà quá số tiền đó. Thành ra thấy không, thấy bà vô từ Thanh Hải không, vô từ Thanh Hải lỗi gì mà Mỹ nó phải không cho, nó cấm vận, nó không cho vào kinh tế, rút tiền mà không đóng thuế. Thì giác ngàn cái tình trạng rút tiền mà không đóng thuế. Rồi lúc qua đang đi mở pháp hội nào, cái nó rần. Thành ra bây giờ mấy ông thầy bây giờ bên Mỹ mà đi mở pháp hội là nhờ hưởng cái gì đó gọi là hưởng khối lục đích của giác ngàn đó. Người ta mở pháp hội chứ đó là chuyện giết cái giác ngàn thôi. Bên đây mở hội mướn hội trường ở San Jose, mướn hội trường Hạ Quy Di, với hội trường đi làm răng chứ đâu có chùa nào dám chứa đâu. Cái rồi ôm cái lúc đó biết là hình như cái cô mà cái hôn giả đó của đội thiệt hay sao đó, vì bà thấy là có tiền. Sao mới nghe nói vụ gì khách sạn kia đó thầy không có tiền hiểu tới. Sao cái bay thì Việt Nam kêu bằng gì là bỏ của chạy lấy người, nhưng ôm tiền nhiều quá, ôm tiền về mới nạp vô Thanh Phong, mới làm mà ban kinh tế tài chính trung ương phó là chúng ta cái rồi Thanh Phong thì khiển và thượng pháp chủ, cái rồi cái thằng bên này tôi dỗ về tôi trời nó cái gọi pháp chủ lên giảng đấy, kính thưa vị thượng tọa phó Thanh Phong trưởng quan pháp đương là giác ngà phó pháp đương là của ai tấn rồi nào trời, lúc đó thầy đồng liền với bộ. Cái này lên trước khóa vào pháp trung ương là thành ngoài ông Trân Quang rồi tới giác nhạc của hai ông là khóa vào pháp trung ương. Trời ơi, thôi bỏ tay sao được có mấy tháng rồi thôi. Thế mày quay lên mấy tháng lận luôn. Bây giờ cũng có giảng mà thì cũng hay coi ít là còn 5-10%. Rồi bây giờ quỷ nó hiện hình, nó hiện nguyên hình lên là những đức hiện nó báo lại. Thì nó tu tập cái gì mới cho nên ông để ý mình ở đời ở với người tốt như thế nào, mà mình người ta tâm người ta tốt mà mình xấu với người ta rồi thì quỷ nó hiện nguyên hình nó báo hết rồi. Ngoại trừ thí dụ mình gặp một vị thầy mà gọi là bất minh, gọi là phạm giới luật, gọi là coi như là cái tâm nó không tốt thì cái đó nó khác. Còn mình thầy mình hay những người mình đã thọ ơn thọ nghĩa mà mình đối xử không có gì thì quỷ nó hiện nguyên hình trả ý chị. Thành ra ngày nay chưa đâu, đây rồi sẽ dắt nhà những đức sẽ quýnh nhau rầm rầm nữa. Bởi vì nãy tôi mới coi là mới có nói mấy ngày nay là lần thứ ba dắt nhà, đây là tôi nói lần thứ ba và lần này là không nói nữa, gửi gắm thầy những đức. Khi mà thầy là nghe gửi gắm thầy những đức là những đức nói là hồi đó những đức ở ngôi chùa, đó là quy danh của giác nhàn nói đó, ở ngôi chùa mà không nói tên chùa nào thôi, nói đại tên giác nhàn đi, tôi nghe nói vậy đó.
thì là có ông thầy đó về coi như là vô tình cái chỗ đó bây giờ là cái khu buôn bán, khu kinh doanh đó, buôn bán đất đai. Rồi ông thầy bây giờ cũng chơi luôn, cái giọng mắc lỗi câu là chơi luôn là chơi sao đó, ông thầy chơi luôn đâu phải giang hồ đâu mà chơi luôn đó thầy. Thì đó sẽ là coi có xã hội nào như vậy không, xã hội nào bà thầy trò quýnh nhau, cha con quýnh nhau, chồng vợ chém nhau, xã hội nào mà cũng cái cô đó cũng nhờ Lại Ninh, nó cũng nhờ thầy Giác Nhàn đất đai rồi nó mới nổi. Thì cái khu đó thì ông có dẫn chứng là hồi xưa thời xưa ông Thiền Tâm á, nên trên này khai qua để có sư ông các bà sư ông bây giờ đã ở xung quanh cho tất cả sư bà Đại Ninh đó. Thì như vậy thì cái chỗ đó là cái khung đau thương mại buôn bán hay sao, những đất nói mà không sợ tội lỗi đó rồi mà chơi lên là để tắt cái tính năng đồng của gì đó comment đó phá mình lần. Cho nên ông thấy không, nếu mình làm việc đúng chánh pháp á thì như lục tổ Huệ Năng rồi đó, ngài chấp nhận mấy lần nó vô nó phóng thích ngài, cho tới thậm chí lục tổ Huệ Năng chết rồi mà nó kêu là phải đào cái mộ của ổng, đào xương cốt của ổng để mà lấy xương cốt của ổng đi làm lại tiễn tế chơi vậy đó. Nó tiên truyền nghĩa mà không làm được lục tổ là nhờ sống với một cái tâm rất là chánh pháp. Còn bây giờ mình sống cái tâm nó công công quẹo quẹo không mà mình đòi làm tổ không mà làm sao mà được. Thì ai muốn nào nào chút cũng là một cái tâm nghiêng. Từ xưa cho tới nay mình đừng nói ai, duy nhất chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni đó được trời người xưng tụng người ta bà giáo chủ là chết an thân thôi. Có ông nào mà xưng giáo chủ mà chết không bình yên, chỉ tôi coi coi. Duy nhất cái Đức Thích Ca Mâu Ni là trời người xưng tụng mới chết được an thân thôi. Tự mình tôn xưng, tự mình dỗ ngực, tự mình đưa mình lên. Có ông nào mà chết yên thân không, chỉ tôi coi. Ông thì bỏ thay ba khúc, ông thì bắn chết gục ở cầu hang, ông thì coi như là chôn ở xứ người. Nó riêng nói chung các tôn giáo luôn đó. Thế mà mình không nói được nói tôn giáo nào. Duy nhất cái Đức Thích Ca Mâu Ni là trời người sinh tụng thôi. Thì nở theo kiểu thế gian mà dùng kinh từ gì cũng được. Đạo Phật nhà nước bàn người đâu còn trả lời này đâu. Không, nhưng mà ngài vẫn còn thể hiện một thế giới nào đó. Cái pháp thân. Thế gì? Cái pháp thân khi mà đã thành tựu vị A-la-hán rồi đó, với thực sự A-la-hán rồi thì coi như nó hòa quang đồng trần nè. A-la-hán là gọi là vô sanh nè. Thì vô sanh đâu? Thì khi vô sanh thì bắt đầu cứ nó không còn cái kiểu mà của ta nữa, thì bắt đầu cái pháp thân nó mới hòa quang đồng trần, thì nó gọi là pháp thân trẻ ra. Nói câu kiểu như là cái trong Hoa Nghiêm nó là trùng trùng duyên khởi đó, rồi pháp thân 100 ngày ứng Thích Ca đó. Phật nó làm xong rồi nó cũng hết hạnh nguyện rồi. Phạm hạnh đã xong việc làm đó rồi. Chỉ có Bồ Tát thôi, có thể là. Mà tinh thần Bồ Tát là nói về cái tâm.
Vì cái tâm người nào làm hành động vì chúng sanh đó, đi như Bồ Tát. Chứ thật sự ra là Bồ Tát, mà Bồ Tát thiệt cũng phải đi ngang những cửa xuất gia, phải ngang cửa tinh văn à. Chứ đâu có Bồ Tát nào mà giống như mấy cái vẽ ngày nay mà Bồ Tát gì mà ăn mặc hở Quan Âm bây giờ hở ngực gì nè, rồi Đại Thế Chí Giáo Thù hở ngực như Phật bài ra khoe vú bốm đi đâu có, rồi ăn mặc gì lè lẹt có. Nhìn kỹ cái tự cái mặt thì đẹp, nhưng mà cái đó thì có số người ta cho nó là ảnh hưởng của văn hóa thế giới giờ, nữ giới trong cái cộng đồng của LGBT, rồi họ những ngày nay nó họ truyền hồn nữa, thì nó ra cái tấm cái tượng mà tượng Bồ Tát, nhưng mà cái người làm đó để cái tâm vô đó thì thành cái nó giống nữ. Đó là lý luận cũng đúng rồi. Tại quan niệm của người Việt thì không có tình thương nào to lớn mà tình thương người mẹ. Cho nên các tượng Bồ Tát ở Việt Nam thì thường hay làm cái hình tượng người nữ. Chứ nói gì cũng đâu trúng đâu. Là ý vậy đó. Nhưng quá Việt mà là do quá mẫu mẹ. Mà thật thì mình nghĩ là đâu có tình thương nào trên thế giới này bao la rộng lớn với bà tình thương người mẹ. Mà nếu từ xưa tới nay là lâu lâu có mấy mẹ khùng thì cũng nói thì cái người mẹ mới thương con vô bờ vô bến thôi. Thành ra cái tâm của Bồ Tát cũng thương chúng sanh vô bờ vô bến, nên phải vẽ lên cái hình tượng là hình người nữ là vậy đó. Tiền thân của những vị nào mà phát nguyện tu thành một vị Phật ấy, thì không Bồ Tát thôi. Bị Bồ Tát là cái người mà đúng là cái người chịu tu khổ hạnh như Đức Thích Ca hoặc Bảo Bảo Hoàng Cung Đi Tu đó, đó là Bồ Tát rồi đó. Chứ còn không có nghĩ là Bồ Tát là người trưởng giả, cư sĩ giàu có. Thì nó hai bên nó hơi bắt đầu quan điểm cho Bồ Tát. Nhưng mà có lý luận nghĩ là cái Đại Thừa vẫn hơn à. Tại sao? Tại cái Bồ Tát á, Ngài Cư Mô La Thập ông dịch nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Thì đâu có ai có cái nào nói khác được. Đại đạo tâm là cái tâm hồn lớn, đại đạo mà. Đại đạo tâm là cái tâm hồn rộng lớn để thành tựu chúng sanh. Thành tựu cái gì? Thành tựu cái phước đức và trí tuệ chúng sanh. Thì thành ra cái Bồ Tát á, nó chỉ còn thiếu hai dữ liệu nữa là đẳng giác và diệu giác sau thành Phật. Cho nên Bồ Tát ghi là ngồi, có thể ngồi ngang hàng với Phật được. Còn nếu quan điểm kia là Bồ Tát là người nhận thức cuộc đời rồi chán trường đi tu hành của hạnh là Bồ Tát, thì vậy thì nói gì ai giống là Bồ Tát? Bao nhiêu người là Bồ Tát? Cho nên cái lời nói gì nói, cái lý luận Đại Thừa rất vững. Mà cái người hiểu được lý luận là người đó cầm ruồng, lý luận không lợi. Dù rằng bên tư tưởng Nam Triền họ vẫn có cái dùng sự từ Hán nha, nhưng mà họ dùng có cái họ thực sự không tới. Bởi vì cái chữ Bồ Tát dịch ra là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, thành ra đại đạo tâm. Rồi khi ngày Tân dịch đó là ngày Đường Huyền Trang dịch là chữ Bồ Tát, nghĩa là gì là giác, tự giác, giác tha, tự đoạn đồ tha. Đó. Rồi sau khi mà làm tròn hết trơn rồi, cuối cùng mới đạt tới cái chỗ giác hạnh viên mãn. Thành ra nó ngang cơ với trên từ là tự giác, giác tha đó. Nhưng mà Bồ Tát thì chưa đặt tới nhiều vấn đề tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, mà chỉ nói tự độ đồ tha, tự giác, giác tha. Thành ra cái nếu mà đi truy tìm những cái cách dịch của ngày Cú-ma-la-thập nó rõ hơn. Còn cách dịch của ngày Đường Huyền Trang thì có chứ nó hơi rùm rà. Thì ai cũng công nhận chỗ ngày Cú-ma-la-thập là dịch là nó chuẩn rồi. Chứ ở ngày một số vị ta nhận định là ngày Cú-ma-la-thập có sự tu tập nhiều hơn cái ngày Huyền Trang. 20 năm ở trong tù, không tu làm gì.
con lo sư bị đi vì cái đạo mà phải đi tù, hai mươi ở trong tù đi qua nước cái truyền đạo nó đâu có cho, cho nên thương nhờ 20 năm trong tù đó mà ngài mới giỏi cái tiếng Tàu vậy, ngài mới dịch ra cái bộ kinh Pháp Hoa rồi chứ. Nhưng mà thật ra cái Pháp Hoa là mình nói thẳng là ngài trước tác cho ai, nhưng mà tại mượn cái duyên để nói vậy thôi. Tại giữa lúc đó hai cái tư tưởng Nam Truyền và Bắc Truyền nó quýnh nhau kịch liệt. Cái Pháp Hoa nó vẫn có một phần, mấy ông Nam Truyền nó cũng có nhận định một phần cũng có nằm trong cái hệ thống của thì, thì đó nó thì như là... thì cho nên ngày Cô Đa Thập phải kết nối gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp mới đưa ra cái Pháp Hoa mà gọi là bắt ngôn ngữ chỉ còn mấy câu chuyện hả? Có xen tư tưởng của một tông nữa. Ừ. Một tông là phần như cái câu La Sát đó. Bên Ấn Độ nó có một phái là Mật giáo. Cái Mật Tông mà nó lộn xộn là do đó, một phần là do người Huyền Trang. Huyền Trang các cái hàng lâm viện á, ông muốn rằng là mọi sắc màu có trong hàng lâm viện á, ông đưa vào cho nên Mật Tông nó thịnh hành, nó đứng lên, đưa vào bao quao vô cuốn sách vào đó, hàng lâm viện. Có ngâm thì cần hết thuốc hết chưa? Dạ, dùng cái bệnh đó là một tháng nữa. Ừ. Mấy gói kia chắc được theo một tháng. Nhưng cái này là nó rút cái gì? Thì nó rút chất độc về trong cái thải độc phong thấp được. Nó rút cái gan được nó lọc ra đấy. Nó giúp mình ngủ ngon, đỡ nhức mỏi. Sao chiều nhức quá à? Chiều nhất cũng nếu là khớp nữa. Chiều nào nó làm như muốn như là muốn khớp rồi. Mà không biết tối chứ khi ngủ mà nó sẽ được sáng. Chứ một chiều cũng đi làm luôn đâu có định đâu. Tối đây ở nhà nè. Ủa tối đây làm chứ. Thứ hai. Nguyên ngày mới sáng đi nhiều tiền không biết khi ngủ. Giác trưa rảnh chiều rảnh nhờ chuyển vô cái máy của thầy á, qua cái phòng, cái phòng cũ, cái phòng phòng đứng sẽ nằm giỏng đó. Dạ. Cho nó qua bên đó qua cái thì nó chứ để trong phòng mà hai ba cái máy hết mình chết luôn. Dạ. Cái đó tại xuống để nó chạy xuống tắt thì nào thấy mở lên. Hồi tôi tắt tôi đâu để chạy đâu, tôi đâu biết đâu, tôi bấm nó chạy nó ngủ chẳng hay ngủ. Tắt xuống đau luôn á. Thì đó để cho thằng nó ngủ đó. Sợ, lúc đó sợ luôn bật lên nó không nén được. Cài sẵn sao nó dễ dàng. Có phải mở lên nó bóc nó bóng nước nó lên. Tắt hết đi. Chứ nằm gần mấy cái máy nó hút người mình đau lắm. Chứ cái cục wifi, cục internet đó, nghe khó thì nó chịu. Cục đó nó phát ra sóng. Chủ yếu là cục đó rồi. Không bây giờ cục đó kéo lên đây. Nó kéo nhưng mà cái đường nó cái nhà đường mạng cáp nó âm mà cái wifi sao mà nó yếu quá, không biết nó có bị lỏng gì hay là cấu trúc nó còn thua cái điện thoại cái mạng gì đi cái nó coi mạng AT và T đúng rồi, cái này coi cáp quang nên là nó xài internet không dây. Có đường dây nằm ở dưới cái nhà đó. Vậy là cái đường dây mình nó bị cũ quá, nó không có... Không, được đường dây mới. Nhưng mà tại đó thì đặt cái gói quá rẻ chứ cũng có xài đâu. Rẻ nhất nó cũng hay mạnh luôn. Tôi đâu biết xài đâu. Mạnh đường dây, nhưng mà nó lắp độ yếu quá. Tôi chạy cần chạy cũng phải bàn trực tiếp. Tôi bằng gì đó. Thôi mà lắp desktop á. Chứ trò chạy đâu có xài đâu. Nó có gì đâu có xài gì nữa mà cái này là
nó lạnh bữa hai bữa nữa. Khi thì nó lạnh dữ trời. Này ấm hơn lạnh còn ấm hơn quá. Ấm hơn mấy độ? Nó hiện giờ là 49 độ nè, hôm qua. Hôm qua bữa sáng có 44 mà. Dạ đúng luôn đi. Cái gió nó lạnh mà chị, lạnh mà không có gió nó không lạnh. Là có chuyện mấy.